Vì con nhân ba cả nhà cứ Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ an lành, vui vẻ và bình an nha. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi du lịch cùng với gia đình mình. Mình dắt mọi người đi đến chùa Chè, thành phố Bảo Lộc. Chùa Chè này nằm ở địa chỉ 345 Lý Thường Kiệt, Lộc Phát, Bảo Lộc. Chùa Chè này là, mọi người biết tại sao chùa có tên là chùa Chè không? Chè ở đây ấy, là chính là một đặc sản của Bảo Lộc, là một loại cây trồng nổi tiếng ở Bảo Lộc, đó là chè đấy, chè mọi người hay uống đấy, nên được lấy tên là chùa Chè. Đây thì có đường vào đây. Đấy, đây là đường vào chùa Chè. Đấy, có bảng đi vô. Đường này vẫn là đường đất nha mọi người. Chùa Chè nằm ở độ cao 830m, nhìn về hướng Hồ Nam Phương. Đấy, đường vô vẫn là đường đất. Chùa này cũng mới có, cũng chưa lâu lắm. Chùa Chè được mở cửa từ lúc 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều trong ngày. Chùa Chè này chủ yếu là xung quanh là trồng cây chè là chủ yếu. Đường thì cũng còn hơi xấu, đá lộn xộn. Bây giờ mình đi vào xem xung quanh của chùa nha. Đây là mình đi từ trên đường xuống này. Đấy, được xung quanh được làm bằng gạch. Ở trên là được trang trí rồi làm bằng kính cho sáng. Ngày nào cũng người dọn dẹp đó, nhưng mà chùa cũng rất sạch sẽ. Hôm nay là ngày lễ nên cũng đông người đến đây du lịch và chụp ảnh. Đây nhiều, cũng nhiều cảnh đẹp. Với lại mọi người ở xa thì họ thích nha, cảnh của vùng Bảo Lộc nó mát mẻ, rồi họ thích cây cối xanh tươi, khí hậu trong lành. Đấy, đằng trước là trồng hoa, cây cảnh. Hoa cúc này là trồng từ hồi Tết này, nên giờ nó cũng héo. Tại vì cúc thì chơi được ngắn lắm, không chơi dài như mấy hoa khác. Đấy là giờ mới vào chuyện đi xung quanh này, mặt đằng trước này. Đấy, trên bậc cầu thang đi lên. Ở trên là đèn bằng ngói. Đấy, xung quanh dưới là cây cảnh, rồi cỏ, trồng cỏ xung quanh, chừa lại những đường đi. Đấy, đây là xung quanh được thiết kế chủ yếu bằng kiếng, bằng gỗ, còn lợp ngói nhìn cho nó đẹp với lại mát. Đấy, đi xung quanh hoa, xung quanh treo mấy cái đèn lồng. Đây là hoa, rồi mấy trụ đá thì khắc chữ lên, cục đá họ khắc chữ lên. Xung quanh đa phần là hoa với lại cây cỏ. Đấy, chủ yếu là hoa. Có mấy cái trụ xây kiểu chóp cũng đẹp. À, chỗ này là rau này, rau mấy sư cô thầy tu trồng này. Đấy, này mặt đằng sau chỗ làm, đang làm thêm mấy con trâu nữa cho đẹp. Đấy, mình đi qua ghế đá này. Cái đá của những người họ tạ ơn hay xin ơn gì đó, xin khấn gì đó. Đấy, xung quanh hoa cỏ. Đây là rơm, làm rơm, trụ rơm gì đấy. Cái này là lúa.
Đấy, này lúa trồng nhưng mà không có hạt to như ở dưới kia được. Lúa Lộc trồng chỉ có hạt, cũng có hạt nhưng mà bé, không có gạo ở trong. Này, hoa. Này, đường đi để đi xuống dưới chỗ vườn trà đấy. Này, cái sim rừng lâu năm to lắm. Quả cũng ngon. Đấy, đường này đường đi xuống. Kia là chuông. Đây có hai anh trâu này. Đấy, hai anh trâu vàng làm bằng xi măng. Là cây dừa cảnh. Đấy, hàng trâu vàng với bắp đấy. Giống miền quê đấy. Rồi khiêng vàng. Đấy, hàng trâu bự. Sừng xếp. Đấy, xung quanh không khí đây rất là trong lành và mát mẻ. Những ngày làm việc ồn ào tấp nập dưới Sài Gòn thì ghé về đây là thấy mình tự nhiên thoải mái trong người. Đấy, có cái giếng. Rồi chỗ này là đền để viết xin, đền nguyện ước để viết ý xin. Đây là chuông. Đấy, đường này là đường đi xuống này. Đường đi xuống dưới vườn trà đấy. Đấy, chùa trà là đây, tại vì này nhiều trà. Còn hướng trước mặt kia là Hồ Nam Phương ấy, đợt trước mình đã review cho mọi người xem một lần rồi đấy. Đấy, chè trồng rất là đẹp. Đấy, này là đèn hai bên trang trí. Đấy, có một bình trà với lại rót trà đấy. Ở bên kia là hồ cá với lại tượng. Đấy, tượng Phật. Đấy, hồ cá, chè trồng, chè này mới hái nha. Còn chè chưa hái, nó có đọt pin ở trên nữa. Bảo Lộc hái chè thế nào, cái đọt nó ở xanh ấy, xanh nhìn nó xanh nhạt màu hơn này tí là họ hái. Hái họ bán để làm thành nước chè cho mọi người uống đó. Này, hoa là lưu cổ, mấy cái lưu cũ ngày xưa này. Chuông này cũng thiết kế giống, cũng đẹp, cũng cứng cáp. Này mấy cái ghế để ngồi nghỉ ngơi. Đấy, trên chuông có chữ. Đấy, Trung tâm Văn hóa Chùa Chè đấy, 345 Lý Thường Kiệt, Bảo Lộc. Đấy, ai đến, mấy đứa nhóc nó mới đánh chuông xong đấy. Ai đến phải đánh chuông, cây kia nhìn cho em kiểu cây nêu hay sao đó. Đấy, này đi lên hẳn vào trong, hẳn trong chùa này cho mọi người xem này. Đi để dép ở ngoài, không mang dép vào. Đấy, đến đây thì lau chân không đi vào. Đấy, tất cả tượng là bằng Phật, Phật là bằng gỗ. Đấy, cột cũng là bằng gỗ. Mái thì cũng là bằng gỗ, ở trên là mái ngói thôi. Thiết kế rất thoáng và sạch sẽ, có mấy cái đèn cổ ngày xưa. Rồi trụ, rồi đèn kia. Đây là mấy bàn ghế đá này, để ngồi nghỉ chân, ai mệt thì ngồi chỗ này chỗ kia. Đấy, này là cái cọ, cái dừa, cỏ. Này cái giếng. Giếng để ai đến check in chụp hình cũng đẹp lắm. Giếng tự làm. Đấy. Có xe đạp này. Xe đạp này hôm trước họ để hoa đấy. Mấy cái giỏ đấy trang trí xong để hoa lên. Này họ sơn vàng cho nó đẹp. Này cây bự, cây lâu năm, có này là nhà quê này. Đấy, nhà quê ngày xưa họ làm vậy đó, mình bé mình không biết như thế nào. Đấy, có này hồ nước đây, những câu ước nguyện người ta ước là đền ước nguyện này. Ai ước gì viết lên đây, có bút để sẵn ở dưới. Đấy, ai xin gì thì viết lên đây. Đấy, viết xin mình lên. Cầu may mắn hay cầu an hay cầu gì đấy thì cứ viết lên đây là được. Rồi treo lên, treo sẵn rồi, chỉ viết lên thôi. Gỡ xuống được, xong rồi viết xong treo lên đấy. Cầu cho gia đình ta qua nạn khỏi này. Rất nhiều nha. Cầu mong gia đình mạnh khỏe bình an này, làm ăn phát tài này. Đấy, xin ơn nhà nào cũng xin mạnh khỏe bình an này. Đấy, rất là đẹp, là làm bằng gỗ hết nha. Cứ từng thẻ hàng thẻ là làm bằng gỗ hết. Đấy, có đèn xung quanh màu đỏ. Đẹp nguyện ước. Ước cho bố mau khỏi bệnh. Đặng Quốc Dũng 40 tuổi, Đặng Ngọc Loan 40 tuổi, hai vợ chồng. Đây, xung quanh những nhà vườn quê rồi. Đi xuống nha, này là đường đi xuống phía dưới nha. Phía dưới vườn chè đấy. Đấy, có cái hồ cá, nước, đấy, với tượng. Đây, đường đi xuống. Đấy, đi ra, đang có mấy cái trụ.
Đây làm trụ vẫn giống hình chùa luôn, trụ để đèn hay là trang trí đấy. Xung quanh cái này là nhà tăng ở, không vào được, họ không cho vào. Xung quanh này trồng cũng nhiều cây ăn trái lắm, có cây chanh này, cam, quýt gì thấy trồng cũng nhiều. Đấy, nhà tăng vui lòng không vào. Đấy, nhà tăng thiết kế cũng đơn giản thôi, cũng chủ yếu là để mà kiếng nhìn cho thoáng, này họ không cho vào. Đấy, còn đường này họ làm đường kiểu để đi, đường kia đi xuống hồ. Đấy, nó đi thẳng xuống là bạn xuống hồ. Đây là những cây chè này, đấy, chè này họ hái hết rồi. Đấy, đi xuống hồ, à, đi xuống thẳng xuống dưới thì xuống hồ Nam Phương để chụp hình. Đấy, này đi vòng qua, mình đi vòng qua đây mình quay chỗ vườn chè kỹ cho mọi người xem này. Đấy, đường đi nước tưới để ống để họ tưới nước mấy ngày nắng. Ghế này là của những cái đá thì của những người kia họ tặng. Đấy, vườn cây ăn trái, cam, chanh. Đấy. Đây, ghế là những người họ tặng. Vật liệu xây dựng Đức Tâm 1-2 kính tặng. Mùa này họ chưa làm cỏ mới nhé, cũng hơi nhiều cỏ tại vì cũng ít người làm ấy, nên chưa làm, chưa phát cỏ kịp nên cũng hơi nhiều cỏ. Đấy là mặt đằng trước nhìn tới. Đây hai bên là vườn chè này. Đấy, cây thông. Đấy, vườn chè đấy. Đấy, vườn chè trước mặt. Đấy, chè này mới hái đấy. Đấy, quay từ mặt trước lên này. Đấy, xung quanh phong cảnh hôm nay đông, hôm nay xe đông, mấy xe du lịch đang đến đi du lịch nên hôm nay hơi đông người. Mọi khi thì ít hơn, mọi khi thì vắng. Có mùa du lịch ấy thì nhiều người họ ghé tới đây, họ check in chụp hình rồi gọi là thư giãn người trong những ngày làm việc vừa áp lực vừa mệt mỏi, vừa khí hậu dưới Sài Gòn nhiều chỗ nóng nảy, về đây tận hưởng khí hậu mát mẻ trong lành. Đây là hai cái đèn măng sông cũ này. Đấy, đây là cửa không mà không cửa. Này đường đi lên lát bằng gạch đi sẽ đỡ trơn nữa. Hai bên là lồng đèn với lại mấy trụ kia. Đấy, đường đi lên. Đấy, hai đường, hai bên đường đi lên. Trời nắng trong xanh nha, cũng không nắng lắm, vừa trời, nói chung là vừa giữa trưa mà tầm 11 giờ trưa mà trời khí hậu cũng vừa, không đến nỗi là mà nắng quá. Chiều nay lại sợ mưa nữa. Đấy, đường đi lên sạch sẽ. Đấy, bậc thang đi lên. Nói chung khuôn viên đây cũng chủ yếu là cây chè rồi khung cảnh con này con kia vậy thôi. Kênh của mình nha. Mình vừa dẫn dắt và đi tham quan khung cảnh của chùa chè của Bảo Lộc.